tại sao người Việt Nam lại yêu mến thủ tướng của mình như vậy? Tại sao thủ tướng Việt Nam lại ăn mặc giản dị và đi đến đâu cũng được người dân chào đón? Đó là một trong những câu hỏi mà người Trung Quốc thắc mắc mấy ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, hình ảnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn gắn liền với sự giản dị, gần gũi và hết lòng vì người dân. Người dân Việt Nam từ những cụ già đến những em nhỏ đều dành cho Thủ tướng một sự yêu mến và kính trọng đặc biệt. Hình ảnh Thủ tướng bế trẻ nhỏ, hòa mình vào dòng người và luôn mang trên mình một bộ quần áo đơn giản đã trở thành biểu tượng của một vị lãnh đạo gần dân, khiến không chỉ người dân trong nước mà ngay cả bạn bè quốc tế cũng cảm phục. Một trong những lý do chính khiến Thủ tướng Phạm Minh Chính được yêu mến là bởi phong cách lãnh đạo giản dị. Trong các chuyến công tác, Bác thường xuất hiện với chiếc áo sơ mi quen thuộc, không xa hoa, không cầu kỳ. Điều này không chỉ thể hiện sự tiết kiệm và giản dị của một người lãnh đạo, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân thành của Bác đối với nhân dân. Không khó để bắt gặp những hình ảnh Thủ tướng hòa mình vào dòng người, không cần sự che chắn hay bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là điều hiếm thấy ở nhiều nước, nơi mà các nhà lãnh đạo thường được bao bọc bởi lực lượng an ninh dày đặc. Ở Việt Nam, Thủ tướng có thể dễ dàng tiếp xúc với người dân, thậm chí là bế những đứa trẻ, bắt tay và trò chuyện với mọi người. Điều này không chỉ tạo nên sự gần gũi, mà còn khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa lãnh đạo và nhân dân. Điểm nổi bật trong phong cách lãnh đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự quan tâm chân thành đến đời sống của người dân. Bác Chính không ngần ngại đến những vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn nhất để nắm bắt tình hình và đưa ra những chỉ đạo kịp thời. Như trong các trận thiên tai, lũ lụt hay thậm chí trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Thủ tướng luôn có mặt tại các điểm nóng, động viên và hỗ trợ nhân dân, khiến người dân càng thêm tin tưởng vào chính phủ. Sự chân thành và tình cảm của Bác Chính còn được thể hiện qua cách ông trò chuyện với mọi người. Thay vì dùng những lời lẽ hùng hồn, hoa mỹ, Bác luôn chọn cách nói đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với người dân. Điều này khiến mọi người cảm thấy được lắng nghe, được thấu hiểu và cảm nhận rõ ràng sự quan tâm từ một nhà lãnh đạo. Không chỉ người dân Việt Nam, mà bạn bè quốc tế cũng rất ấn tượng với phong cách lãnh đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trên các mạng xã hội của Trung Quốc, hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính bế trẻ nhỏ, trò chuyện với người dân đã lan truyền rộng rãi. Nhiều người Trung Quốc cảm thấy bất ngờ trước sự gần gũi và giản dị của một nhà lãnh đạo cao cấp như Bác. Những câu hỏi như, tại sao Thủ tướng Việt Nam lại giản dị đến vậy? Hay tại sao người Việt Nam lại yêu mến Thủ tướng của họ đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn? Một cư dân mạng Trung Quốc nhận xét, Thủ tướng thân thiện với người dân là một điều hiếm có trên thế giới. Trong khi ở những nơi khác, lãnh đạo luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, khó tiếp cận, thì ở Việt Nam, Thủ tướng lại luôn gần gũi với nhân dân. Điều này khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ được người dân yêu mến vì phong thái gần gũi, mà còn vì sự tận tụy trong công việc. Lịch trình làm việc của ông luôn dày đặc với nhiều chuyến công tác và cuộc họp quan trọng. Chỉ trong một ngày, ông có thể vừa chủ trì cuộc họp về các dự án luật quan trọng, rồi ngay sau đó đến thăm và làm việc với các địa phương để nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ mới hôm qua thôi, Thủ tướng vừa chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2024 để xem xét cho ý kiến đối với 4 nội dung: dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, dự án luật dữ liệu, đề nghị xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề nghị xây dựng luật luật sư. Hôm nay lại thấy Thủ tướng đã đến Đồng Nai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm. Còn ngày 22, Thủ tướng đã về thăm và làm việc tại Bắc Ninh, sau đó được người dân chào đón nồng nhiệt. Vậy sau khi xem được những video nói về sự giản dị, gần gũi của Thủ tướng Phạm Minh Chính, dân mạng Trung Quốc đã nói gì thì chúng mình cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Việt Nam là đất nước có tương lai. Đây là người lãnh đạo giỏi, chân thành và sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của nhân dân. Thủ tướng là phải như vậy, cho nên mọi người dân Việt Nam đều yêu quý ông. Nếu Việt Nam ngày càng có nhiều lãnh đạo như thế này, đất nước của họ sẽ dần trở nên thịnh vượng và hùng mạnh. Nếu ông ấy giảm cân một chút nữa thì chắc chắn sẽ đẹp trai lắm, lúc đó sẽ có nhiều người thần tượng ông. Người Việt Nam thật may mắn vì họ có một nhà lãnh đạo tốt và thân thiện. Ở Việt Nam an toàn đến thế sao, người dân có thể đến gần một nguyên thủ quốc gia như vậy mà không có sự ngăn cản nào, vệ sĩ của họ đang ở đâu? Thoạt nhìn thì đây là một thủ tướng giỏi, đất nước Việt Nam có phúc. Thủ tướng thân thiện với người dân là một điều hiếm có trên thế giới này. Tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Bảo vệ an toàn cho các nguyên thủ quốc gia luôn là ưu tiên hàng đầu. Rất ít lãnh đạo mà bất chấp nguy hiểm đến gần dân như vậy. Nhiều lãnh đạo đại lục cũng không thể làm được như vậy.
Đừng nói đến lãnh đạo cấp cao, mà ngay cả lãnh đạo ở quê tôi cũng không được như vậy. Họ xuống cơ sở thị sát nhưng vẫn phải trải thảm đỏ để chào đón. Họ có một thủ tướng thân thiện với người dân, không khoa trương hay giả vờ. Đất nước này sẽ ngày càng hưng thịnh, nhân dân ngày càng giàu mạnh. Chỉ có sự lãnh đạo tốt thì đất nước mới có hy vọng vào tương lai. Vạn tuế thủ tướng tốt bụng của Việt Nam. Một bộ quần áo nhưng hai hoàn cảnh khác nhau, tôi cũng ăn mặc như ông ấy vậy. Tôi thường mặc đơn giản như vậy để đi làm hàng ngày. Việc đó cực kỳ đơn giản và tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc kết hợp quần áo. Việt Nam có một thủ tướng tốt, thương dân như con. Dù tôi có mắng Việt Nam bao nhiêu lần thì tôi cũng phải khen họ một lần vì điều này. Một vị thủ tướng cần cù và tiết kiệm, điều đó thể hiện qua quần áo. Hơn nữa, ông ấy có vẻ rất tốt bụng và gần gũi với người dân. Ông ấy có thể là một thủ tướng tốt. Những người dân ở đó thực sự là những người bình thường không? Họ không cần phải xếp hàng hai bên đường và tự do lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thật là một mớ hỗn độn, cảnh sát ở đâu? Ý thức an ninh quá kém, đám đông phải sơ tán trước để người dân xếp hàng và giữ khoảng cách an toàn. Những người phục vụ đất nước và nhân dân là những người vĩ đại. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, miễn là bạn không phải là kẻ phản bội, bạn sẽ mãi mãi được người dân kính yêu. Nhìn thoáng qua có thể biết, anh ta phải là một quan chức chính trực. Lời nói và phong cách rất đơn giản, người dân Việt Nam có một thủ tướng giỏi. Để tôi kể cho các bạn một câu chuyện. Ở Trung Quốc, nhiều người nói họ rất yêu nước, nhưng tất cả con cái của họ đều ở nước ngoài, không ai trong số họ là không có quốc tịch Mỹ khi trở về Trung Quốc. Việt Nam có thế không? Ước gì bí thư tỉnh ủy của tôi cũng được như thế này, thì tôi đã không ngày nào cũng lên mạng kêu than. Trung Quốc và Việt Nam nối liền núi sông, có thể chung sống hòa thuận và không bao giờ đánh nhau nữa. Tôi hy vọng anh ấy có thể làm được nhiều hơn nữa cho tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam. Trung Quốc và Việt Nam nên thân thiện từ đời này sang đời khác. Như người xưa vẫn nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Cầu mong đất nước hòa bình, nhân dân được bình an. Cầu mong hữu nghị Việt Trung mãi mãi trường tồn và không bao giờ xảy ra chiến tranh. Một thủ tướng tốt gần gũi với nhân dân, ông đã giành được trái tim của mọi người và giành được thế giới. Việt Nam đang phát triển rất tốt và có những tiến bộ vượt bậc về mọi mặt. Công tác an ninh không đúng chỗ và nguy hiểm, tại sao người dân có thể tiếp cận dễ dàng như vậy? Họ không sợ nguy hiểm sao? Người Việt Nam thật may mắn khi có một nhà lãnh đạo tốt như vậy. Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ lo cho đất nước mà còn luôn gần gũi với nhân dân. Ở Trung Quốc, lãnh đạo của chúng tôi không thể làm được như vậy. Thủ tướng Việt Nam mặc quần áo giản dị nhưng ông lại mang trên mình một trái tim lớn. Ông ấy đã giành được trái tim của người dân và tôi tin rằng ông ấy sẽ còn đưa đất nước Việt Nam tiến xa hơn nữa. Thủ tướng của họ thật khác biệt, không khoe mẽ, không xa cách. Tôi thích cách anh ấy luôn giữ bình tĩnh và thân thiện. Phong cách lãnh đạo giản dị mà hiệu quả của ông Chính thật đáng học hỏi. Nhìn ông ấy bế những đứa trẻ, tôi thấy rõ sự quan tâm và chân thành. Thật hiếm có một lãnh đạo quốc gia gần gũi như thế. Tôi ước gì lãnh đạo của chúng tôi cũng có thể gần gũi với người dân như vậy. Thật sự ngạc nhiên khi thấy ông ấy không cần quá nhiều vệ sĩ bảo vệ. Ông ấy đã tạo nên một hình ảnh tuyệt vời cho đất nước Việt Nam. Thật khó tin rằng ông ấy có thể đến gần người dân mà không gặp nguy hiểm. Tôi chưa thấy quốc gia nào mà thủ tướng lại được người dân yêu mến như vậy. Một thủ tướng mà người dân tin yêu như vậy chắc chắn sẽ làm nên điều kỳ diệu. Thủ tướng của họ không giống bất kỳ ai. Ông ấy luôn đứng về phía nhân dân. Việt Nam sẽ còn tiến xa dưới sự lãnh đạo của ông Chính. Việt Nam thật may mắn khi có một thủ tướng như vậy. Ông ấy đã chứng minh rằng một lãnh đạo không cần phải xa cách với nhân dân. Thủ tướng Chính khiến tôi nhớ đến những nhà lãnh đạo vĩ đại trong lịch sử. Những người không chỉ tập trung vào quyền lực mà còn luôn quan tâm đến đời sống của từng người dân. Ông ấy luôn xuất hiện với phong cách giản dị, gần gũi và đầy cảm hứng, thể hiện tinh thần của một người lãnh đạo đầy trách nhiệm. Nhìn cách ông Chính đối xử với người dân và trẻ em, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành mà ông dành cho họ. Ông không chỉ là một nhà lãnh đạo mà còn là một người thân thiện hòa nhã. Những hình ảnh ông bế trẻ em hay chào hỏi người dân khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng. Phía trên là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc. Phản ứng của dân mạng Trung Quốc về Thủ tướng Phạm Minh Chính thường xoay quanh việc ngưỡng mộ phong cách giản dị, gần gũi của bác với người dân, cũng như sự cống hiến của bác cho đất nước. Một số bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc Thủ tướng có thể tiếp cận dễ dàng với người dân mà không cần vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này hiếm thấy ở các lãnh đạo quốc gia khác.
Họ cũng khen ngợi Việt Nam vì có một lãnh đạo thân thiện và tốt bụng, điều mà họ cho rằng sẽ giúp đất nước phát triển bền vững. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.